Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết sớm hàng ngày. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày mùng 5 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, bản tin dự báo thời tiết hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Dự báo về một đợt mưa mới diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, mưa đã diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó đáng lưu ý một số khu vực như khu vực của Bôm Nưa của Lai Châu 78mm, Đôn Phong của Bắc Cạn 83mm, Tân Châu của Tây Ninh 89,8 mm, Khánh Hưng của Cà Mau 95,8 mm, Phong Đông của Kiên Giang 74,2 mm. Dự báo mưa vừa mưa to sẽ còn diễn ra ở nhiều khu vực của Trung Bộ. Lưu ý, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Đối với các khu vực của Bắc Bộ, lượng mưa sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 70, có nơi lên đến 120 mm. Đối với các khu vực của Trung Bộ, lượng mưa sẽ dao động từ 15 đến 30, có nơi lên tới 60 mm. Thưa quý vị, diễn biến về thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày tới sẽ liên tục được cập nhật và gửi đến quý vị trong 10 phút tới. Mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là khu vực của thủ đô Hà Nội. Dự báo trong ngày mùng 5 tháng 7, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ lên mức 32 đến 33 độ. Về đêm và sáng sớm trời mát, dao động ở mức từ 26 đến 27 độ. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể tiếp tục tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Mưa trong những ngày tới bắt đầu có xu hướng giảm dần và giảm theo từng ngày. Thời gian có mưa to thường diễn ra về chiều tối và sáng sớm. Lưu ý là vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi. Khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ lên mức 30 đến 31 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Mưa nhỏ về trưa và chiều có khả năng diễn ra ở một số khu vực. Trong hai ngày tới, chủ đạo là nhiều mây và có nắng đan xen khu vực Thái Bình, khu vực Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng nhẹ một độ so với ngày mùng 4 tháng 7. Ban ngày sẽ tăng lên mức 31 đến 32 độ, mưa nhỏ rải rác có khả năng diễn ra ở một số khu vực. Đêm và đầu giờ chiều, vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ một vài nơi, Đại phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Khu vực Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại khoảng 1 độ một ngày, ban ngày ở mức 31 đến 32 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể tăng lên mức 33 đến 34 độ. Sáng sớm và chiều tối thì tiếp tục có mưa rông rải rác. Cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Những ngày sau đó thì mưa có xu hướng giảm, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số ít khu vực và chiều. Lưu ý trong 3 ngày tới, đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh. Khu vực Hải Dương, khu vực Hải Phòng, nhiệt độ ban ngày giao động ở mức 30 đến 31 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Mưa bắt đầu có xu hướng giảm, mưa nhỏ vẫn diễn ra ở một số khu vực trong khoảng 2 đến 3 ngày sau đó. Khu vực Thái Nguyên, mưa rào rải rác vẫn sẽ lặp lại. Thời gian có mưa to thường diễn ra về đêm và sáng, ban ngày về cuối giờ chiều có khoảng nắng đan xen. Nhiệt độ giữa ngày và đêm giao động ở mức từ 26 đến 31 độ, tức là sẽ tăng 2 đến 3 độ so với ngày mùng 4 tháng 7. Vào ngày mùng 5, nhiệt độ bắt đầu tiếp tục tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Từ ngày mùng 5 mới bắt đầu có xu hướng giảm dần, tuy nhiên thì mưa nhỏ rải rác ở một số khu vực vẫn sẽ duy trì trong nhiều ngày sau đó, ít nhất là trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày, tùy theo từng khu vực. Khu vực Hà Giang, khu vực Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ, lên mức 29 đến 30 độ trong ngày mùng 5 tháng 7. Mưa vừa mưa to sẽ thường xuyên diễn ra về đêm và sáng trong những ngày tới. Đợt mưa to lần này còn duy trì ít nhất là đến hết ngày 6 tháng 7. Trong ngày vẫn có nhiều mây và có nắng đan xen. Về cuối giờ chiều thì mưa nhỏ có khả năng xuất hiện vài nơi. Khu vực Lào Cai, khu vực Yên Bái, nhiệt độ ban ngày cũng tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 31 đến 32 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày, mưa về đêm sẽ thường diễn ra trong những ngày tới. Lưu ý đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh đi kèm. Khu vực Sơn La nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ lên mức 27 đến 28 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì tiếp tục có khả năng tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Ngày mùng 5 mưa bắt đầu có xu hướng giảm, tuy nhiên mưa nhỏ về sáng sớm và chiều tối vẫn sẽ duy trì ở nhiều ngày sau đó. Khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 29 đến 30 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ, mưa vừa mưa to vẫn sẽ lặp lại ở một số khu vực về đêm và sáng, ít nhất là đến hết ngày Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 7. Những ngày sau đó thì mưa có xu hướng giảm, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra vài nơi về trưa và chiều. Xuống đến thời tiết của khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ 1 đến 2 độ, xuống mức 31 đến 32 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng trở lại, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 36 độ, có nơi sắp xỉ 37 độ. Từ ngày thứ 2 của tuần tới, tức là ngày mùng 8 tháng 7, mưa về chiều tối và đêm có khả năng diễn ra ở một số khu vực. Ban ngày nắng nóng cục bộ vài nơi khu vực của phía Nam, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban ngày giảm thêm từ 2 độ, xuống mức 31 đến 32 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, nắng về sáng và mưa về trưa và chiều sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này. Đợt mưa về chiều lần này sẽ duy trì ít nhất là đến hết ngày chủ nhật. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi gió nam và gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh, mưa về chiều sẽ diễn ra ở một số khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong ngày mùng 5. Trong ngày thì nhiều mây và có nắng đan xen, nhiệt độ ban ngày ở mức 31 đến 32 độ và đêm là từ 26 đến 27 độ. Từ ngày thứ bảy tức là ngày mùng 6 tháng 7, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ một ngày. Lưu ý cả tuần tới nhiều nơi sẽ có nắng nóng, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 36 độ, có nơi sắp xỉ 37 độ. Khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ so với ngày mùng 4 tháng 7. Ban ngày sẽ tăng lên mức 31 đến 32 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Mưa về cuối giờ chiều có khả năng diễn ra ở một số khu vực trong ngày mùng 5. Mưa có phần nhiều hơn là các khu vực của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Mưa về chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong 3 ngày tới. Lưu ý, đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa buổi sáng nhiều mây và có nắng đan xen, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 30 đến 31 độ và đêm là từ 27 đến 28 độ. Sang đến thời tiết của khu vực Tây Nguyên, khu vực Gia Lai và Con Tum, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ xuống mức 25 đến 26 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ 1 đến 2 độ. Trạng thái nắng về sáng và mưa về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lưu ý buổi chiều của ngày mùng 5, đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh. Khu vực Nam Tây Nguyên, Đắk Lắc và Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 27 đến 28 độ trong ngày mùng 5. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 30 đến 31 độ. Trạng thái nắng về sáng và mưa về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lưu ý cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong đêm ngày thứ bảy của tuần này, tức là ngày mùng 6 tháng 7. Lưu ý đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong hai ngày, ngày tới. Xuống đến thời tiết của khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ ban ngày giảm từ 1 đến 2 độ, xuống mức 29 đến 30 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng sẽ tăng mạnh lên mức 32 đến 34 độ. Và từ ngày mùng 5, mưa bắt đầu có xu hướng giảm, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra vài nơi về chiều và tối, mưa sẽ giảm dần trong những ngày sau đó. Thời gian có mưa thường diễn ra về chiều và tối. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, lên mức 31 đến 32 độ trong ngày mùng 5. Khu vực An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 30 đến 31 độ trong ngày mùng 5. Sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Có mưa, thời gian mưa sẽ diễn ra về chiều và tối. Lưu ý đề phòng có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh về trưa và chiều trong 3 ngày tới. Khu vực Cà Mau, khu vực Kiên Giang, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ xuống mức 29 đến 30 độ. Có mưa rông rải rác, thời gian có mưa to thì thường diễn ra về trưa. Cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra rông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực Đồng Nai, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 30 đến 31 độ trong ngày mùng 5, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Và trong ngày mùng 5 mưa bắt đầu có xu hướng giảm, mưa thường diễn ra về chiều tối, với trạng thái này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Khu vực Bến Tre, khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 30 đến 31 độ trong ngày mùng 5. Nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 32 đến 33 độ. Và trong ngày mùng 5 thì mưa chỉ còn diễn ra về chiều và tối thưa quý vị và các bạn bản tin hôm nay đến đây là xin hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh